Nó làm bài kiểm tra nó kêu gửi đề xong nó xem cô ạ. Cô ơi, em thấy mặt con cô rồi nhé, cẩn thận đi cô. Là sao? Cô chào Hoàng Hiệp nhá. Ok, các bạn ơi, chúng ta bắt đầu này các em ơi, bắt đầu nhá. Khởi động cái buổi live ngày hôm nay ấy, ở phần phía sau thì nó hơi khó một chút. Thì ở phần đầu cô đã khởi động cho các bạn bằng một số ô tuần sau live sớm thế cô. Đúng rồi, tuần sau sẽ đẩy live sớm tới lúc 7 giờ 30 phút nhá. Được chưa? À, chú ý này, cô sẽ khởi động bằng một số câu khá là dễ nhá. Bắt đầu comment cho cô ở câu hỏi số 1. Ok. Bắt đầu comment cho cô ở câu hỏi số 1. Tâm Nguyễn 1A. Huỳnh Chi 1A. Tuấn Anh Trần 1A. Nào, cô chỉ đọc 10 bạn comment đầu tiên thôi nhá. Được chưa? Nguyễn Văn Ngọc Quý ơi, comment một đáp án thôi, câu số 1 thôi. Được chưa? Minh Thư 1A, Nguyễn Tuấn 1A, Trần Saru 1A, Ngọc Hân 1A. Được chưa? Ok. Bây giờ cô sẽ phân tích câu số 1 này các bạn ơi. Được chưa? Nguyễn Quang Huy Việt Nam phát hiện ra một học sinh từ gì? Cái gì đấy? Việt Nam phát hiện ra có một học sinh từ sáng đến giờ vẫn nằm trên giường mà chưa dở sách giáo khoa hóa. Rồi, ok, các bạn ơi, cô bắt đầu chữa câu 1 nhá. Rồi, Linh NT chọn 1A rồi. Ok, Hải Nam, Thu Hằng, Trần Ngọc Minh và Thế Anh đều 1A luôn. Thì câu số 1 này, trong số các ST sau, ST có mùi chuối chín là, em ơi, mùi chuối chín nhá. Mùi chuối chín ở đây chính là isoamin acetate. Như vậy rất nhanh chóng ta chọn câu 1 đáp án A. Được chưa? Chuyển sang câu số 2. Nhớ này, từ giờ trở đi cô sẽ chỉ đọc 10 bạn comment đầu tiên thôi nhá. Vậy thì nhanh tay comment cho cô trước đi để được cô xướng tên lên đúng không? Chuyển sang câu số 2 nào các bạn ơi. Câu số 2. À, số chất trong dãy thuộc loại este là, đây cũng được coi là lý thuyết đếm đấy các bạn nhá. Tuấn Anh Trần 2C, Huỳnh Chi 2C, Nhài Nguyễn 2C, Minh Thư 2C, Nguyễn Văn Ngọc Quý 2C, Nguyễn Tuấn 2C, Thùy Linh 2C, Nguyễn Quang Huy 2C, Ngọc Hân 2C, Lê Tùng Dương 2C, Linh NT 2C, Phan Đăng Nhật 2C. Ok. Rồi, câu chữa câu số 2 này các em ơi, muốn là este thì nó phải có nhóm chức COO và nó liên kết với một gốc R phải đúng không? Chế Thị Tường Vi cũng có 2C luôn, được chưa? Rồi, cô phân tích này, Nguyễn Tuấn Khang 2C này. À, cái thằng đầu tiên này là este rồi đúng không? Đây này, HCOCH3 là este. Thằng thứ hai không được, đây là axit carboxylic. Thằng thứ ba là este này, được chưa? Thứ tư là aldehyde, được chưa? Đây là aldehyde nhá, đây là axit carboxylic này. Đây là aldehyde này, được chưa? Như vậy là câu số 2 chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Chỉ có chất đầu tiên và chất thứ ba là este thôi. Khá dễ đúng không? Chuyển qua câu số 3 cho cô nào các em ơi. Câu số 3. Được chưa? Câu số 3 nào. Phan Đăng Nhật 3A, Nguyễn Văn Ngọc Quý 3A, Tuấn Anh Trần 3A, Minh Thư 3A, Thùy Linh 3A, Thu Hằng 3A, Minh Nguyễn 3A luôn, Hải Nam 3A, Lê Tùng Dương 3A. Em chìm ạ. Thế Anh 3A. Rồi, câu số 3 này, thủy phân hoàn toàn tripalmitin là C15H31CO3 lần C3H5. Câu này mình tự tin luôn, đó là gì ạ? À, người ta không hề cho công thức cấu tạo này, mình cũng vẫn phải biết làm, đúng không? Được chưa? Linh NT 3A. Được chưa? Thế cái thằng này, thủy phân trong môi trường NaOH là môi trường kiềm nhá, ta sẽ thu được đó là glycerol và, à, không thể là axit palmitic được, mà là phải là muối của axit palmitic. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A. Mà rõ ràng hơn thì phải là muối natri của axit palmitic các bạn nhá. Được chưa? Như vậy câu số 3 chúng ta sẽ chọn đáp án A. Nếu như mà ẩu ấy các bạn ạ, à, nếu ẩu các bạn có thể là bị sai ở trong B nhá. B bị sai vì sao ạ? Ở đây là môi trường kiềm thì nó phải tạo ra gì ạ? Phải tạo ra muối chứ không phải là axit. Rồi chuyển qua câu số 4. Tuấn Anh Trần 4A, Ngọc Hân 4A, Huỳnh Chi 4A, Minh Thư 4A, Thu Hằng 4A,
Hải Nam 4A muốn được cô đọc tên thì phải comment thật nhanh lên. Lê Tùng Dương 4A, Thùy Linh 4A, Nhài Nguyễn 4A, Nguyễn Thanh Tùng 4A. Rồi, cô chữa này. Linh NT 4A luôn. Ta bảo là gì ạ? Tổng số chất có thể làm nhạt màu nước brom là... Nhạt màu nước brom này cô nhắc lại cho các bạn để các bạn nhớ được đó là gì ạ? Muốn nhạt màu nước brom thì nó phải có điều kiện đó là gì ạ? Có liên kết pi C nối đôi C hoặc là liên kết pi C nối 3C, có nghĩa là liên kết bội. Được chưa ạ? Cái thứ hai này, các bạn ơi, cái thứ hai nhá, thứ hai đó là gì đây? Thứ hai đó là trong phân tử có nhóm CHO đúng không? Hoặc là nó là HCOOR phẩy hoặc là HCOOH. Đó. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có được đó là gì? À, còn thêm một trường hợp nữa đó là trường hợp của phenol đúng không? Thì nó cũng có khả năng làm mất máu nước brom mà tạo ra kết tủa máu đỏ gạch. Thì cái OH này có thể thay thế bằng cái NH2 nhá. Được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ có này, chất đầu tiên được này. Chất thứ hai được này, HCOO này. Thứ ba triolein thì nó có liên kết đôi ở trong gốc axit này. Glucose được, fructose thì không, đúng không? Được chưa? Axit acrylic được này. Alanin là gì? Nó hơi mới một chút, tuy nhiên câu này khá hay vì vậy hôm nay cô vẫn đưa vào đây. Được chưa? Ô, các bạn ơi, các bạn có xem một like không? Các bạn ơi. Từ 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 nào. Nào, chưa, cô đã hỏi đến câu số 5 đâu. Câu hỏi này các bạn có đang xem một like không? Sao cô thấy nó đang đứng hình nhỉ? Cô phải mở một cái tab khác lên xem là like có vấn đề gì không? Cô thấy nó đang đứng hình mà. Các bạn có xem được không? Phan cứng xem được. Tuấn Anh Trần. À, vẫn xem được, ok. Rồi, ok. Sao chỗ ngày hôm nay em mới xem được ạ? Ừ, rồi, ok, xem được là... Thì cô tiếp tục thôi. Nhá. Rồi này, tại vì cô thấy là nó đang bị đứng lại. Rồi, thì cái câu câu này nhá em ơi, câu số 4 này này. Cô chưa hỏi đến câu số 5 này, các bạn cứ thi nhau comment câu số 5 làm gì đấy. Được chưa? Câu số 5 cô đã hỏi đâu mà comment câu số 5. Như vậy là chúng ta có 1 này, 2 này, 3 này, 4 và 5 chất. Alanin là gì? Là CH3, CH, NH2 và COOH. Thì các bạn nhìn thấy là không hề có một cái trung tâm, không hề có một cái trung tâm nào mà có thể tác dụng được với nước brom ở đây. Như vậy cái thằng này nó không phản ứng với nước brom. Như vậy chúng ta có này, đây là 1 nhá. 2 này. Đây là 3 này. 4 này. Và đây là 5. Được chưa ạ? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A trong câu số 4. Rồi, bây giờ ấy, mời các đồng chí comment lại câu số 5 cho tôi. Được chưa ạ? Comment lại cho cô câu số 5 nào. Đáp án câu số 5 của các bạn là gì đây? Axit nào sau đây là axit béo? Trời ơi, dễ quá. Đúng không? Câu này quá dễ luôn này. Axit nào sau đây là axit béo? Minh Thư 5C, Thùy Linh 5C, Tuấn Anh Trần 5C, Nguyễn Tuấn 5C, à Nguyễn Tuấn 6C, Nguyễn Tuấn 5C, Minh Nguyễn 5C, Thế Anh 5C, Hải Nam 5C, Ngọc Hân 5C luôn, Lê Tùng Dương 5C. Rồi, cô chữa câu số 5 nhá. Linh NT 5C, Thu Hằng 5C. Các bạn ơi, câu số 5 này là câu mà thật sự là quá dễ luôn ấy. Đó là gì ạ? Chính là axit stearic. Được chưa ạ? Thằng axit adipic, à muốn là axit béo nó phải chỉ là axit, nó chỉ là mono carboxylic thôi. Thì không thể là đây, ở đây có hai nhóm COH không được rồi. Sau đó thì phân tử cái thằng B này, axit glutamic này nó tạp chức rồi, có hai nhóm COH NH2 không được. Axit acetic thì số lượng carbon nó chưa đủ để mà làm axit béo, đúng không? Chuyển qua câu số 6 nào. Câu số 6 nhá. Chúng ta đang tham gia một cuộc chạy đua này. Ai comment trước được đọc tên trước, được chưa ạ?
Phan Đăng Nhật 6D, Minh Thư 6D, Hoàng Ngọc Đạt 6D, Thùy Linh 6D, Thu Hằng 6D, Tuấn Anh Trần 6D, Hải Nam 6D, Nam Anh 6D, Lê Tùng Dương và Nhài Nguyễn cũng 6D luôn. Cô chào Ngọc Phạm Hải nhá. Ngọc Hân 6D. Phải nhanh tay comment các bạn nhá. Được chưa? Rồi, ở trong câu số 6 này, chất hữu cơ X là chất rắn màu trắng không tan trong nước. Dạng nguyên chất hay là gần nguyên chất thì được chế thành sợi, tơ và giấy viết. Ồ, nhìn đằng sau này các bạn ơi. Sợi, tơ và giấy viết thì nó chỉ có thể là cellulose thôi đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là D trong câu hỏi số 6. Rồi cô còn nhìn thấy đáp án của Taratarakun nữa đúng không? Bị ẩn chục lần. Rồi, như vậy câu số 6 chúng ta chọn đáp án là D. Từ khóa ở đây các bạn chỉ cần nhìn thấy là gì ạ? Từ X ấy, người ta có thể tạo ra, chế thành sợi, tơ và giấy viết thì X chỉ có thể là cellulose thôi nhá. Chuyển qua câu số 7 cho cô. Được chưa? Tiếp tục với câu số 7 nào. Câu số 7. Các câu mà khó ấy, thì cô sẽ đọc nhiều đáp án hơn nhá. Câu số 7 cho cô nào các em ơi. Ngọc Hân chọn 7B, Nhài Nguyễn 7B, Nam Anh 7B, Thu Hằng 7B, Thùy Linh 7B, Tuấn Anh Trần 7B, Minh Thư 7B, Lê Tùng Dương 7A, Nguyễn Thị Như Ngọc 7B, Nguyễn Thanh Tùng 7B. Rồi, ở trong câu số 7 thì chúng ta thấy được là gì ạ? Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì thu được monosaccharide X. Chiều nay bạn nào mà đã học qua cái buổi live, buổi công chiếu chiều nay các bạn đã biết được là cô đã chiếu rất rõ về tinh bột rồi đúng không? Tinh bột thì gồm có hai thành phần đó là gì ạ? Amylose và amylopectin. Và cái mắt xích nhỏ nhất cấu thành nên tinh bột đó chính là alpha glucosơ. Vậy thì X ở đây chính là glucosơ đã. Được chưa? X là glucosơ. Được chưa? Cho X tác dụng với AgNO3 cho NH3 thu được Y. Vậy thì cái thằng Y của các em ấy, Y của các em sẽ là gì đây? À, nó được tạo thành từ cái việc là cô cứ ký hiệu là gì ạ? À, RCHO đi. Thì khi mà tham gia phản ứng với lại AgNO3 trong NH3 nhá, thì mình sẽ thu được là RCOONH4. Như vậy thì nó phải là gì ạ? Ammoni gluconat. Được chưa? Ammoni gluconat nhưng mà không phải là fructose đâu, fructose không thỏa mãn, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là B, là glucose và ammoni gluconat. Như vậy là gì đây? Y là chất hữu cơ mà em ơi, có bạn chọn đáp án A ấy là không được rồi, Lê Tùng Dương ấy A làm sao được? Y là chất hữu cơ, bạc là chất vô cơ mà. Đúng không? Vậy là câu số 7 chúng ta chọn đáp án B, nếu mà chọn A thì sai ngớ ngẩn quá. Được chưa? Rồi câu số 8, chuyển qua câu số 8 cho cô. Nguyễn Tuấn Khang 8A, Tuấn Anh Trần 8A, Nhài Nguyễn 8A, Hải Nam 8A, Minh Thư 8A, Thùy Linh 8A luôn, Thu Hằng và Huỳnh Chi 8A, Nguyễn Văn Ngọc Quý 8A. Được chưa? Rồi, câu 8 này. Một số ST có mùi thơm không độc được dùng làm chất tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm. Benzin acetat có mùi thơm của loại hoa quả nào sau đây? Còn nói chung là cái đoạn đằng trước thì người ta chỉ giới thiệu về mùi của este thôi. Chúng ta sẽ nắm được cái từ khóa này đó là gì ạ? Benzin acetat có mùi thơm của cái gì? Đó chính là của hoa nhài, không có gì bàn cãi nữa đúng không? Câu này quá dễ luôn. Được chưa ạ? Câu này không có cái gì bàn cãi nữa luôn, được chưa ạ? Rồi, thêm Nguyễn Tuấn này, Lê Tùng Dương, Ngọc Hân, Taratarakun và Trần Mai Phương, Minh Nguyễn, Linh NT cũng có đáp án là 8A luôn rồi. Chào Trần Mai Phương nha. Được chưa? Trần Mai Phương hôm nay vào rồi đúng không? Chuyển qua câu số 9 cho cô nào. Câu số 9 nào các em ơi. Câu 9. Bắt đầu khó hơn rồi. Được chưa? Comment xem bạn nào nhanh nhất ở trong câu 9 đây. Câu 9 này cô sẽ đọc comment của tất cả các bạn luôn. Tại vì câu này khá là khó rồi đấy. Bắt đầu khó hơn rồi. Được chưa? Câu số 9 nào các bạn ơi. Khẩn trương nhỉ? Ai đã làm được câu 9 rồi? Đây, cô kéo giấy sẽ xuống nha để các bạn sẽ nắm được câu số 9 này. Tuấn Anh Trần 9B. Trần Mai Phương 9B, Thùy Linh 9B, Nhài Nguyễn 9B, Huỳnh Chi 9B, Thùy Linh, Minh Thư, Nguyễn Tuấn, Thu Hằng 9B luôn.
Nguyễn Thị Như Ngọc 9A. Câu này khá hay luôn các bạn nhá. Được chưa? Mà cái like ngày hôm nay mà không chia sẻ thì thật là đáng tiếc luôn. Em làm xong hỏi cô rồi mà. Rồi. Ok, các bạn ơi nhìn nhá. Câu số 9 này. Xem là đáp án là A hay B nhá. Cô đang nhìn thấy có các luồng đáp án là có bạn là A, bạn là B. Ơ em thứ hai mà chưa thấy xuất hiện luôn. Câu này thì cô xin phép đọc đáp án của tất cả các bạn luôn. Tara Tara Kun 9A. Nào, câu này cô đọc đáp án của tất cả luôn. À, Linh NT 9A. Đặng Thùy 9B. Được chưa? Câu này khá là hay luôn đúng không? Câu này hay tương tự như cái câu, nói chung là gần khó bằng cái câu 2 3 của buổi live trước. Được chưa? Vậy thì câu này này các em ơi, xuất phát từ cái gì ạ? À, STX mạch hở có công thức phân tử là C5H8O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X thu được dung dịch bằng dung dịch NaOH hóa thu được hai chất hữu cơ là Y và Z. Ở đây cô nói rằng là đây hai chất hữu cơ đây là một cái từ khóa quan trọng. Hải Nam 9B. Ok, Nguyễn Trần Thị Ngọc Minh 9A, như vậy là có hai luồng đáp án là A hoặc là B. Xem hôm nay đứa nào phải chép phạt đây, A hay là B đây. Được chưa ạ? Rồi, trong những câu này nhá, việc đầu tiên, bước đầu tiên cần làm trong cái câu xác định công thức cấu tạo như này này. Đó là chúng ta sẽ xác định cho cô độ bất bão hòa đã nhá. Với công thức là C5H8O4 ấy thì độ bất bão hòa K K sẽ bằng gì ạ? 5 x 2 là 10 cộng 2 là 12, 12 trừ đi 8 cộng 4 chia 2 được 2. Được chưa? Nhưng ở đây lại có 4 oxy. Như vậy là 2 này sẽ bằng 2 liên kết pi C nối đôi O. Có nghĩa là cái thằng này sẽ là este no hai chức mạch hở. Este no hai chức mạch hở. Được chưa? Mạch hở. Sau đó tiếp tục này các bạn ơi, đó là gì ạ? À nhớ này, khi mà xà phòng hóa X bằng NaOH thì chỉ thu được chất hữu hai chất hữu cơ thôi, đó là Y và Z. Được chưa ạ? Xong đó này, Y tác dụng với CuOH hai lần tạo dung dịch màu xanh lam để chứng tỏ là Y phải là ancol. À có ít nhất hai nhóm OH liên kết với hai carbon kề nhau, đúng không? Z có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Z trắng bạc thì nó chỉ có thể là HCOO thôi đúng không? HCOO sau đấy ancol đa chức. HCO mà đây chỉ tạo ra hai chất là Y và Z thôi. Vậy thì phải là HCO tất cả hai lần rồi. HCO hai lần thì nó có hai carbon nhá, mà trong này có 5 carbon thì còn lại sẽ phải là C3H6. Bây giờ để cho nó tạo ra cái thằng Y là polyancol phản ứng với lại Cu hai lần tạo ra phức màu xanh lam ấy thì bắt buộc cái công thức cấu tạo này phải là HCOO này, CH2 này, CH đây là CH3 OOCH. Được chưa? Thì khi đó nó mới có thể tạo ra được hai chất hữu cơ. Được chưa? Khi đó nó mới tạo ra được hai chất hữu cơ. Vậy thì bây giờ này, chúng ta chú ý nhá. Cái thằng này ấy, đây là thằng X đúng không? Đây là chất X. Dẫn tới này, cái chất Y, Y là cái gì ạ? Y tác dụng với Cu hai lần, vậy thì Y của mình sẽ là gì? Là CH2OH. CH OH và đây là CH3. Được chưa? Còn Z ạ, à, Z là cái gì đây? Z sẽ là HCOONa. Đúng không? Z sẽ là HCOONa. Thế bây giờ mình mới làm như thế này. Người ta mới hỏi là gì ạ? À, phát biểu nào sau đây sai? Các bạn ơi, người ta hỏi phát biểu nào sau đây sai nhá. Sai, được chưa ạ? Sai. Thì bây giờ cô mới có này. À, phát biểu đầu tiên này, A là đốt cháy một mol Z tạo ra 0,5 mol CO2. Thì mình sẽ đi từ cái phản ứng này này. À, HCOONa. Khi mà đốt cháy nhá thì sẽ tạo ra gì ạ? À, Na2CO3 CO2 và nước. Được chưa? Thì cân bằng sẽ cho 2 và Na2CO3. 2 và Na2CO3 thì đây sẽ là 1 CO2. Được chưa? Và 1 nước. Không còn quan tâm đến các hệ số khác để làm gì hết cả. Thì ở đây là 1 mol này, 1 mol thì thằng này sẽ là 0,5 mol. Vậy phát biểu A đúng chứ em? Phát biểu A đúng chứ sao mà sai được? Tại vì nó sẽ tạo ra cả Na2CO3 mà. Được chưa? Rồi, tiếp tục này các em ơi, tiếp tục nhá, tiếp tục này. B, X có hai công thức cấu tạo phù hợp. À, X có hai công thức cấu tạo phù hợp đúng hay sai? Nào, có đúng không? Nó không thể có hai công thức cấu tạo phù hợp được, nó chỉ có duy nhất một công thức thôi, tại vì là nhiều bạn sẽ nói rằng là a à, cái chất X em biết như này được không cô?
Như bạn biết là HCOO, à, CH2 OOC, H như này. Cô mới hỏi như này, cái chất mà cô đang đóng khung này này, cô vừa viết này này, có phù hợp với X không các em ơi? Nào, X có thể là cái công thức mà cô đang viết đây không? Sao CO2 chỉ 0,5 vậy? Có được không? Nào, cô hỏi cái đoạn này đã, sau đó cô sẽ giải đáp cho cái ý của bạn Minh Nguyễn đang hỏi ở đây. Nào, cái chất X cô đang viết như này có được không các bạn ơi? Chất này thỏa mãn nào? Khẩn trương nào, có mail lên cho cô xem nào. Nếu như X mà cô viết như ở trong cái chất mà cô đang đóng khung bảo tồn này có được không? À không, vì sao ạ? Vì cái chất này này, vì cái chất này là sao ạ? Nó không tạo ra, à nó tạo ra cái ancol đa chức là CH2OH. CH2 và đây là CH2OH. Thằng này cũng là polyancol đấy, nhưng mà 2OH nó không liên kết cùng với hai carbon kề nhau thì nó sẽ không có khả năng tham gia vào khả năng, không có khả năng tạo phức với lại cái thằng gì ạ? Với cái CU2 lần, vậy chất này không được. Được chưa ạ? Vậy thì X chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi, thì cái thằng B đang bị sai. Được chưa? B đang bị sai. Bây giờ C này, NZ bằng 2 lần NI. À hiển nhiên rồi, tại vì đây là ST được tạo ra bởi hai bởi axit đơn chức vừa và ancol hai chức nhá. Cái này cũng đúng luôn. DX có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc, đúng quá rồi, tại vì nó là HCOO mà. Đúng không? Vậy thì chúng ta phải chọn đáp án B. Được chưa? Chúng ta phải chọn đáp án B trong câu này. Viết vậy nhóm OH không liền kề, đúng rồi, không được. Được chưa? Các bạn ơi, các bạn hiểu câu 9 chưa nhỉ? Bạn nào mà đã hiểu câu 9 rồi thả tim nhẹ cho cô cái nào, cho tim bay phấp phới đi nào. Được chưa ạ? Các bạn nào đã hiểu câu số 9 này rồi nhá thì thả tim nhẹ cho cô một cái nào, để cô xem là bao nhiêu trái tim đã gọi là loạn nhịp trong câu số 9 rồi. Được chưa? Câu số 9 đi, câu 9 được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã vỡ ra dần cái đoạn này rồi đúng không? Em làm được rồi, hi hi, 30 phút à? Rồi, làm những cái câu kiểu như này cảm thấy khoái lắm đúng không? Chuyển qua câu số 10 nhá, cô chào Huyền Trang nhá. Huyền Trang ơi, vào muộn vậy em. Huyền Trang mấy hôm nay không thấy đâu ấy. Câu 10 nó các em ơi. Rồi, một câu khó, sau đấy mình sẽ có một câu dễ đúng không? Lâu lắm rồi em mới xem được live trực tiếp ấy à? Ừ, có lẽ là đã khắc phục được cái tình trạng pết rồi đấy em ạ. Nhá, câu số 10 là các bạn ơi. Thủy phân hoàn toàn đi saccharid A, thu được hai monosaccharid là X và Y. Hydro hóa X và Y đều thu được chất hữu cơ Z. Vậy thì A và Z lần lượt là. Rồi, câu số 10 nào các bạn ơi, câu 10 nhá. Nam Anh 10D. Đúng rồi, bây giờ cô giải thích cái chỗ CO2 nhá, giải thích chỗ CO2 cho bạn Minh Nguyễn. Minh Nguyễn ơi, đây là cái phương trình này này em ơi. HCONA thì ở đây có hai, đây này em ơi, đây nhá, cô lấy cái bút xanh cô viết cho nó rõ này. Ở đây có hai Na này, Na2CO3 mà, vậy mình phải cân bằng 2 vào trong HCONA nhá. Được chưa? Cân bằng 2 vào HCONA. Vậy thì ở đây có hai carbon, trong này mất một carbon rồi này, đây mất một carbon rồi này, vậy chỉ còn một carbon nữa thôi. Vậy hệ số của thằng CO2 sẽ là 1, mà hệ số của thằng HCONA lại bằng 2. Như vậy là một mol này này, một mol này thì nó sẽ tạo ra 1 x 1 chia cho 2, vậy là 0,5 mol CO2. Thì cái phát biểu này đúng nhá, Minh Nguyễn nhá. Ok chưa nhỉ? Cô nghĩ là hiểu đoạn ấy rồi đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ cô bắt đầu chữa đến câu số 10 này. Câu số 10 comment nhanh quá thể luôn đấy. Nhưng quá thể đáng luôn. Nguyễn Tuấn Khang 10D, Thùy Linh 10D, Hải Nam 10D, Tuấn Anh Trần 10D, Lê Tùng Dương, Thu Hằng, Ngọc Phạm Hải, Minh Thư đều D luôn. Trần Thị Ngọc Minh 10D, Linh NT 10D, Hoàng Ngọc Đạt 10D, Tuấn Anh Trần 10D. Ok, trong câu số 10 chúng ta sẽ có được đáp án như thế nào đây? Thủy phân hoàn toàn đi saccharid A, thu được hai monosaccharid là X và Y. Ok, vậy thì thực ra với đi saccharid chúng ta được học về saccharose, được chưa ạ? Ngoài ra, ngoài saccharose thì ở phổ thông chúng ta còn có cái thằng maltose, nhưng maltose đang giảm tải. Tuy nhiên thì
À, disaccharide mà thủy phân cho hai monosaccharide, hai monosaccharide thì nó chỉ có thể là saccharose trong nội dung phổ thông thôi nhá. Ồ vậy à? Được chưa? Thế thì khi đó này, thằng A của mình ấy sẽ là saccharose. Được chưa? A là saccharose thì mình sẽ loại được B và loại được C. Tiếp tục. Ta ra X và Y này, hydro hóa X và Y đều thu được chất hữu cơ Z. Hydro hóa kể cả glucose và fructose thì đều thu được sorbitol nhá. Thu được sorbitol, như vậy chúng ta sẽ phải chọn đáp án là đáp án D. Được chưa? Người ta hỏi Z là gì mà. Như vậy 10 sẽ là D nhá. Rồi, Nguyễn Thị Như Ngọc cũng có 10D rồi. Chuyển qua câu số 11. 11 là một cái câu mà gần đây ấy, nó hot nhất cái thị trường hóa luôn các bạn ạ. Câu 11 ấy, gần đây nó hot nhất cái thị trường hóa luôn. Đó, cô dịch chuyển sẽ lên như thế này để các bạn nhìn thấy được. Câu này quá hay luôn các bạn ơi nhá. Buổi live ngày hôm nay ấy, nói chung là chúng ta phải xe đi xe lại, xe tái xe hồi đi, để hôm lúc ở đó chúng ta vào nhìn xem lại luôn. Chào chú Thị Huyền Trang nhá. Thùy Linh chọn 11B. Minh Thư 11B. Ngọc Hân 11B. Trần Mai Phương ơi, cô nghĩ là em sẽ phải lập một cái nick mới đi. Hải Nam 11B. Hoàng Hiệp. Câu 11 khó quá ạ. Trần Thị Ngọc Minh 11B. Nam Anh 11B. Lê Tùng Dương 11B. Thu Hoàng 11B. Em mất gần 10 phút luôn ạ. Ngọc Phạm Hải 11B. Taratarakun 11B. Câu 1 em thấy bình thường. Đúng rồi, nếu nói chung là biết nhìn nhanh thì nó sẽ bình thường. Nhà Nguyễn 11B và Tuấn Anh Trần 11B. Rồi, Nguyễn Tuấn Khang cũng có đáp án 11B luôn. Huỳnh Chi, rồi, rất là tốt này. Đó là 11B. Trước tiên là thấy được là đáp án đều là 11B đã, nhưng mà chưa biết đúng hay sai. Câu này 2 phút à. Rồi, câu này nhá. Câu này các bạn ơi, chúng ta ấy, nhìn thì có vẻ hoang mang nhưng mà không khó như các bạn tưởng. Được chưa? Chu Thị Huyền Trang 11B. Được chưa? Với câu này này các bạn ạ. À, người ta hỏi là X, Y, Z, T lần lượt là, các bạn nhìn sơ qua một lượt ở đáp án đi. Được chưa? Nhìn sơ qua. Câu này cô cho dễ hơn câu 9. Câu này 30 giây chứ. Nhìn sơ qua thì các bạn sẽ thấy được là gì ạ? Người ta hỏi X, Y, Z, T lần lượt là gì mà lại người ta cho hả cả một loạt cái sơ đồ này. Đừng có dại gì mà tự nhiên đi phân tích các cái chất này trước nhá. Mà mình sẽ phải nhìn vào trong các đáp án, được chưa? Nhìn vào các đáp án. Nhiều cái đáp án cho cô. Bây giờ này, cái thằng T nhá, nhìn thằng T này, nó không hề có phản ứng với NaOH. Nó có phản ứng với NaOH nhưng lại không có phản ứng với NaHCO3, không phản ứng với CO2 lần mà không phản ứng với AgNO3 trong NH3. Vậy thì mình phải loại được cái thằng A đi, đúng không? Bây giờ mình nhìn vào các đáp án B, C, D. B, C, D này, B, C, D này thì nó đang khác nhau ở cái điểm nào? Đó. Đó là cái cách để chúng ta cùng làm những câu như này. Được chưa? Bây giờ B, C, D này, bây giờ cô nhìn luôn một cái chất X đi. X nhá, B, C, D này khác nhau ở X đã khác nhau rồi, đúng không? Bây giờ X này nó phản ứng với NaOH. Phản ứng với NaHCO3 tạo sủi bọt. Phản ứng với CO2 lần và không tráng gương. Không tráng gương thì loại luôn được C với D rồi. Vậy chỉ còn lại là đáp án B thôi. Đó. Như vậy câu này sẽ chỉ mất 30 giây thôi. Được chưa? Câu này sẽ chỉ mất 30 giây thôi. Đó, phân tích chứ đừng dài gì mà đọc hết cả câu này rồi suy luận nhá. Đấy là một cái sự lựa chọn không chính xác về cái phương pháp làm. Được chưa? Ok chưa? Câu số 11 các bạn ơi. Câu 11 ok chưa nhỉ? Nào, nếu đã hiểu thì lúc trước thả tim rồi đúng không? Bây giờ like nhẹ cái. Câu số 12, 12 Tuấn Anh Trần chọn 12 B. Nào, câu số 12. Giờ này cô cứ hay cài mấy cái chất mà nó lạ hoắc lạ hơ vào đúng không? 12. Tuấn Anh Trần 12B, Huỳnh Chi 12B, Ngọc Hân, Thùy Linh, Minh Thư, Taratarakun, Hải Nam, Nhài Nguyễn đều B hết luôn. Nguyễn Thanh Tùng 12B, Ngọc Phạm Hải 12B luôn. Nam Anh 12B. Lê Tùng Dương cũng B luôn. Được chưa? Thu Hằng 12B. Thì câu số 12 này, đây là câu lý thuyết đếm quá đấy chứ nhỉ. Người ta hỏi là gì ạ? Có bao nhiêu chất phản ứng với CuOH2 là nhiệt độ
ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam nhá. Côn tiếp không cố hả? Ôi, hôm nay là lên được đây với các bạn là đã là cả một sự cố gắng rồi đấy. Chu Thị Huyền Trang 12B và Nguyễn Thị Như Ngọc cũng có 12B luôn. Được chưa? Đó là gì ạ? À? Người ta bảo gọi là phản ứng với siêu ấy, lần ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch màu xanh lam thì nó phải là gì? Cái này rất dễ bị nhầm lẫn nhá các bạn nhá. Tạo ra dung dịch màu xanh lam. Nó là cái gì đây? Là cái gì đây các em ơi? Nào. Câu hỏi này các bạn chọn đáp án B ấy, thì các bạn sẽ nói cho cô xem là cô gồm có những chất nào đây, xem có đứa nào bị lừa trong câu 12 không. Khẩn trương nào, comment cho cô này. Đó là gì ạ? Lương Thị Nhật đâu rồi? Không thấy luôn. Chắc comment thế là cô không đọc đáp án hay sao ấy, thế là chuồn luôn. Nào, các bạn ơi, trong câu số 12 nhá, các em đang chọn đáp án là B đúng không? Được chưa? Vậy thì B của các em là gồm có những chất nào, cô đánh số như này đi. Đây là 1 2 3 4 5 6 và đây là 7. Thì nó gồm có các chất nào đây em ơi? Đọc kỹ đề bài nhá, đọc kỹ đề bài cho cô. Ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch màu xanh lam. Đọc kỹ đề bài nào. Khẩn trương nào, comment tích cực lên. Nó gồm có những chất nào đây mà lại cho rằng là 4. Tất cả đều comment đồng lòng một cái đáp án, đó là đáp án B. Vậy thì nó sẽ gồm có những chất nào ở đây? Chưa có thấy comment. Ngọc Hân 1, 3, 5, 6. CH3CO2 lần CU là cái gì ạ? À? Em ơi, Tadatacun ơi, nghĩa là sao? Cũng không hiểu. Minh Thư 1356. Tadatacun 1356, Tuấn Anh Trần 1356 rồi. Có vẻ như là các bạn đều đưa ra 1356 hết đúng không? Lê Tùng Dương cũng 1356, Nam Anh cũng vậy luôn. Thì các bạn ơi, nhớ này. Muốn mà tác dụng với lại cái thằng tạo dịch màu xanh lam này này thì nó phải là cái gì, là polyancol có ít nhất hai nhóm OH kề nhau đó. Đây này, cái phân tử này nó phải là nó phân tử là polyancol có ít nhất hai nhóm OH kề nhau, hay có là hai nhóm OH liên kết với hai carbon kề nhau đúng không? Vậy thì glucose đường này, adiphormic không được nhá, đừng có mà nhanh ổ đả vội vàng hư. Câu 3, ethylene glycol cũng được này. Propan 13 dion không được. Cái này 12 dion thì là được rồi, đúng không? Sao câu rơi được. Cái thằng van gly đây nhá. Van này, gly ala. Thằng này cũng có phản ứng với COOH hai lần các em ạ, ở nhiệt độ thường. Nhưng mà không tạo dung dịch màu xanh lam mà nó tạo ra cái màu tím đặc trưng nhá. Em lại không xem được rồi cô. Nó tạo ra màu tím đặc trưng. Như vậy là mình sẽ có là 1 này, 3 này, 5 và 6. Vậy chọn đáp án B nhá. Chọn đáp án B là cái gì? Đây là tripeptide. Những cái phân tử mà có từ hai, những cái phân tử peptide mà có từ hai liên kết peptide trở lên ấy thì nó có khả năng tham gia phản ứng màu biure với lại COOH hai lần trong môi trường kiềm nhiệt độ thường và nó sẽ tạo ra màu tím đặc trưng nhá. Cái phần đó thì cô sẽ dạy tiếp chi tiết hơn ở trong chương số 3. Chuyển sang câu số 13 nào các em ơi, câu số 13 nhá. Nó là tripeptide em nhá. Được chưa ạ? Ở đây chúng ta chỉ giới thiệu nó thôi. Và vào chương 3 thì cô sẽ dạy chi tiết về cái thằng van glyala này. Được chưa ạ? Rồi, chuyển sang câu số 13 đi. Tuấn Anh Trần 13B. Câu số 12 cực kỳ lừa đúng không? Hải Nam 23 gì đấy? Huỳnh Chi 13B, Ngọc Hân 13B. Minh Thư 13B. Thúy Linh và Ngọc Phạm Hải cũng 13B luôn.
Taratarakul 13B. Tiếp tục nào các em ơi, tiếp tục nào. Chu Thị Huyền Trang 13B. Đức Sợ Môn Hóa 13B. Thu Hằng 13B, Hải Nam 13B. Rồi, cô bắt đầu chữa nhá. Ở câu số 13 này các bạn ạ, câu 13 nhá. Nam Anh 13B, ok. Rồi, ta nói là gì ạ? Số phát biểu đúng. Đấy, lý thuyết đếm quá đi này. Phát biểu đúng này, được chưa? A. Thủy phân tripalmitin và ethyl acetate đều thu được ancol. Cái này đúng, đúng không? Với cái thằng tripalmitin này này thì nó sẽ tạo ra C3H5OH 3 lần. Đây là ancol đa chức. Và ethyl acetate thì sẽ tạo ra C2H5OH. Được chưa? Vậy một à A đúng. B. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa nhiều chất béo. Cái này cũng hoàn toàn chính xác. Đúng không? Đúng rồi, chất béo đúng quá rồi chứ. Đúng không? Câu C này, hydro hóa triolein thu được tripalmitin. Cái thằng này làm sao? À, một cái thằng C17 này, C17H33, COO 3 lần C3H5. C3H5. Thì khi mà hydro hóa ấy, khi mà cộng với hydro trong điều kiện có niken và nhiệt độ ấy thì nó phải tạo ra C17H35. À, COO tất cả 3 lần C3H5 cơ. Có nghĩa là phải tạo ra tristerin chứ không phải tripalmitin. Được chưa? Vậy thì C sai. C sai. D này, thủy phân vinin format thu được hai sản phẩm đều trắng bạc. Đúng quá. Vì nó là HCOO HCONA đi, thủy phân trong môi trường kiềm chẳng hạn đi. Và CH3 CHO thì cả hai chất này đều có nhóm CHO thì đều được, đúng không? Được chưa? Như vậy D đúng này. E, ứng với công thức đơn giản nhất là CH2O có ba chất hữu cơ đơn chức mạch hở, đơn chức mạch hở. Thì chất đầu tiên này nó chính là HCHO. Được chưa? Sau đó cô nhân tất cả cái này N lần lên thì ở đây bằng 2 đi, bằng 2 thì nó sẽ là C2H4 O2 đúng không? C4O2 có đồng phân của ete là HCOOCH3 và đồng phân của axit là CH3COOH. Như vậy là 1 này, 2 này, 3. Có 3 đồng phân tất cả đúng không? Vậy mình sẽ chọn đáp án đúng, đó chính là đáp án C trong câu số 1, câu 13 nhá. Đúng rồi, như vậy các bạn cũng đã đúng rồi, được chưa ạ? Câu số 14 nào. Tiếp tục ở câu số 14 cho cô đi. 14, 14 nào các em ơi. Hà Quang Duy ơi, 55 cái gì đấy em ơi. Nào câu số 14. Các bạn ơi khẩn trương comment cho cô câu số 14 nào. Live VIP ơi, phải làm dần trong sách đi nhá em nhá, chứ không phải là đợi cô giao đâu nhá. Thùy Linh 14A, Ngọc Hân 14A, Minh Thư 14A, Nhài Nguyễn 14A, Huỳnh Chi 14D, Hải Nam 14A, Hoàng Hiệp 14A, Nguyễn Thanh Tùng 14A, Nguyễn Tuấn Khang 14A, Thu Hằng 14D. Như vậy chúng ta đang có hai luồng đáp án là A hoặc là D ở trong câu số 14 đúng không? Cô sẽ cùng phân tích câu số 14 này, 14 nhá. Được chưa? À, đây là một câu thí nghiệm luôn. Chu Thị Huyền Trang chọn 14A, Lê Tùng Dương 14D, Nguyễn Thị Nhung Ngọc 14D, Lê Tùng Dương 14A, à em nhầm. Huyền Trang 14A, Huyền Trang vào lại được rồi đúng không? À Huyền Trang vẫn xem được chứ nhỉ? Đang với các bạn là gì ạ? Các bước tiến hành thí nghiệm trắng bạc của glucose là live VIP chuẩn bị nhận được thêm sách của cô ạ. Để xem live VIP có ngoan không đã nhá. Phan Đăng Nhật 14A, như vậy là A hay là D ở đây đây? Thì chúng ta sẽ thấy này, các em ơi, chúng ta thấy như sau nhá. Đó là gì nhỏ thì đây ạ. À, các bước tiến hành thí nghiệm phản ứng tráng bạc của glucose thì bản chất ở đây nhá em ơi, bản chất này đó là gì ạ? Muốn tham gia phản ứng tráng gương của glucose thì mình phải tạo ra cái phức của bạc trước bằng cách là các em phải cho AgNO3 tác dụng với lại cái thằng NH3 trước.
Được chưa? Đầu tiên là tác dụng NH3 và nước nhé. Thì khi đó nó sẽ tạo ra AG, cứ viết tạm đi, AgOH và NH4XNO3. Mặc dù cái thằng AgOH này này nó kém bền, nó ngèm tức bị phân hủy, nhưng cô cứ viết tạm như vậy đi. Sau đó thì AgOH nó sẽ kết hợp với 2NH3 để tạo ra AgNH3 tất cả 2 lần OH. Được chưa? Như vậy mình phải tạo ra cái phức chất này đã nhá. Tạo ra được cái phức chất này đã, sau đó thì mới cho glucose vào. Ừ, thế thì cho glucose vào thì nó sẽ phản ứng, và phản ứng này phải có đun nóng. Như vậy là cái thứ tự đầu tiên là phải tạo ra cái thằng phức chất này gì? Thì mình sẽ phải cho AgNO3 vào trước. Đúng rồi, AgNO3 vào trước. Sau đó thì thêm 3 đến 5 giọt. Như vậy là bước đầu tiên là mình phải làm cái bước số 4 này đã. Đúng không? 4 trước thì mình sẽ loại được B và loại được C. Sau đó làm đến 1. Được chưa ạ? Để tạo ra AgNH3 hai lần OH. Tiếp tục này. Nhỏ từ từ NH3 cho đến khi kết tủa tan. Rồi, cái thằng này em ơi nhớ này. Gì ạ? Không phải, cô lại đọc nhầm rồi. Cái thằng hai này này, hai này mới là bước thứ hai. Bước thứ hai là hai, được chưa? Bước thứ hai phải là hai. Sau đó này có nghĩa là gì ạ? Cho AgNO3 vào, không cho NH3 vào để tạo ra AgNH3 hai lần OH nhá. Sau đó thì mình sẽ cho tiếp cái thằng gì ạ? Glucose vào để làm gì ạ? Để cho glucose tiếp xúc với thằng bạc à thằng thằng phức chất này. Sau đó chúng ta sẽ đun một vài phút. Như vậy là đây là bước số 3 và đây là bước số 4. Vậy chúng ta sẽ chọn thứ tự là 4 2 1 và 3. Được chưa? 4 2 1 3 chúng ta sẽ chọn đáp án A chứ không phải là đáp án D đâu nhá. Em ơi, nếu mà là đáp án D ấy, chúng ta đun trước khi cho AgNO3 thì lại không được nhá. Được chưa? Chúng ta phải cho AgNO3 vào sau đó chúng ta đun. Đó là câu số 14 nhá. Chuyển qua câu số 15 cho cô nào. Bị đúng hình hết xem được. 15 15 nào các em ơi, câu số 15. Được chưa nhở? Chuyển qua câu số 15 cho cô đi. Thùy Linh 15A, Tuấn Anh Trần 15A, Phan Đăng Nhật 15A, Nhà anh Nguyễn 15A và Tadada Kun cũng 15A luôn. Minh Thư, Huỳnh Chi, Hải Nam đều ra đáp án A hết. Được chưa? Vậy câu số 15 này người ta nói là gì ạ? Những ứng dụng của este là những ứng dụng của este là một này, dùng làm dung môi, đúng rồi, đúng không? Hai là dùng để tráng gương. Tráng gương thì ở đây chỉ có một số este thôi, nhưng mà người ta chẳng tráng gương bằng 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 este của Phúc Mích đâu, người ta tráng gương bằng glucose cho nó rẻ và an toàn nữa. Ba là dùng để sản xuất dùng làm nguyên liệu để sản xuất một số loại chất dẻo và dược phẩm. Được chưa? Bốn là trong công nghiệp thực phẩm. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ thấy là ba cũng được và bốn cũng được luôn này. Vậy là chúng ta sẽ phải chọn đáp án. Thực ra ấy, em ơi, cái thằng số 2 không được rồi, 2 không được mình loại luôn thì chỉ còn lại đáp án A thôi nhá. Và mình không phải phân tích tiếp các đáp án sau nữa. Được chưa? Có nghĩa là gì ạ? 2 không được, 2 không được mình tới B này, có 2 này, C cũng có 2 và D cũng có 2. Vậy thì loại luôn, vậy chỉ còn lại là đáp án A thôi nhá. Đấy là cách làm. Chuyển qua câu số 16 này, câu 16 cực kỳ hay luôn. Thật luôn là câu này nó còn hay hay gọi là siêu cao thủ luôn các bạn ạ. Câu này cô sẽ dành cho nó thời gian nhiều nhiều hơn một chút để làm câu số 16. Cô chào Đạt nha, lâu lắm rồi mới thấy Đạt ghé qua page của cô. Được chưa? Nào, câu số 16 nào các bạn ơi. Câu này khá hay. Được chưa? Tuấn Anh Trần chọn 16D, Ngọc Hân 16D, Hoàng Hiệp 16D, Tada Tada Kun 16D, Hải Nam 16D, Thu Hằng và Lê Tùng Dương 16D, Huỳnh Chi 16D, Nhà anh Nguyễn 16D, Phan Đăng Nhật 16D. Câu này đọc hết đáp án luôn. Được chưa?
Nam Anh 16D, cô này làm 4 lần rồi, nhớ luôn rồi à? Minh Thư 16D. Thực ra ấy, cô này không khó để mà mình chọn đáp án D. Tuy nhiên thì nó hay là vì sao? Là vì các cái bước này, nội dung của nó hay, còn đáp án thì dễ chọn nhá. Minh Nguyễn 16D và Nguyễn Tuấn Khang 16D. Rồi, câu 16 này, tiến hành thí nghiệm điều chế etin acetat theo các bước sau. Bước 1 là cho C2H5OH một cho 1 ml C2H5OH, 1 ml C3COH và vài giọt hay bốn đặc vào ống nghiệm. Bước số 2 là lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy trong nồi nước nóng khoảng 5 đến 6 phút ở 65 đến 70 độ C. Bước thứ 3 là làm lạnh, sau đó thì thêm 2 ml NaCl bão hòa vào ống nghiệm. Phát biểu nào sau đây sai? Phát biểu nào sau đây sai các em ạ? Nhá. Một này, hai bốn đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất của sản phẩm. Cái này đúng. Vì sao ạ? Làm chất xúc tác là tạo ra môi trường axit rồi nhá. Còn hai bốn đặc nó có tính háo nước nữa, vậy thì nó sẽ hút nước. Hút nước thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra nhiều ete hơn. Được chưa? Vậy A đúng. Đến B này. Mục đích chính của việc thêm NaCl bão hòa là để lớp ete tạo thành nổi lên trên. Cái này cũng đúng luôn. Được chưa ạ? B cũng đúng luôn. Đến C. Ở bước 2 thấy có mùi thơm bay ra. Ở bước 2 thì bắt đầu đun rồi. Đun rồi thì có mùi thơm rồi, tại vì nó có sự tạo thành este rồi. Được chưa ạ? Và D. Sau bước 2 thì ống nghiệm không còn CH5OH và CH3COH nữa. Em ơi, đây là phản ứng ete hóa. Ete hóa, nhắc đi nhắc lại n lần rồi, đó là gì ạ? CH3COOH tác dụng với C2H5OH. Nó là phản ứng thuận nghịch. Được chưa? 2S4 tạo ra CH3COOC2H5 và nước. Đây là phản ứng thuận nghịch. Vì vậy nên là nếu nói không còn là sai. Được chưa? Phản thuận nghịch có nghĩa là vừa xảy ra theo chiều thuận lại vừa xảy ra theo chiều nghịch. Luôn luôn có cái thằng gì ạ? Luôn luôn có cái thằng CH3COH và CH5OH còn còn ở trong dung dịch nhá. Như vậy là chúng ta sẽ phải chọn đáp án D trong câu số 16. Rồi, tiếp tục chuyển qua câu số 17 cho cô. 17 nào các em ơi, câu số 17 nhá. Được chưa? Chuyển qua câu số 17 cho cô. Ok chưa? Chúng mình chuyển qua câu 17 nào. Comment đáp án lên cho cô. Thùy Linh 17B. Tại sao cho em NaCl vào à? Ở đây là natri cloro bão hòa em nhá. Thì cái việc thêm natri cloro bão hòa vào ấy thì nó liên quan đến một vật lý của các bạn đấy. Đó là gì ạ? Thêm natri cloro bão hòa vào thì nó sẽ làm giảm cái độ tan của cái thằng muối tạo ra ấy. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ tan của cái thằng CH3CONa ấy. Thì từ đây khi mà cái thằng CH3CONa được bị cái gì nhỉ? Cho cô xem nào. Từ đã. Đây nhá. Ở đây người ta cho NaCl bão hòa vào để làm gì? Khi mà cho NaCl bão hòa vào nhá thì sao? Thì mình sẽ thấy là nó sẽ làm cho cái khối lượng riêng của cái dung dịch đấy nó sẽ bị làm sao ạ? Khối lượng riêng nó sẽ làm cho khối lượng riêng của dung dịch tăng lên. Khối lượng riêng này tăng lên thì nó sẽ làm cho cái độ tan của thằng CH3COCH5 nó bị giảm đi. Giảm đi thì nó sẽ làm sao tách ra ở cái lớp ở phía trên nhá. Được chưa? Cái này trong sách giáo khoa hóa lớp 12 người ta cũng có đề cập tới các bước. Đây là cái điểm mà cô thấy là nó sách giáo khoa 12 cơ bản ấy là hay hơn so với sách nâng cao. Duy nhất có cái phần thí nghiệm ở phần ET này, sách giáo khoa cơ bản họ giải thích rất kỹ. Được chưa? Nhưng sách giáo khoa nâng cao thì không có cái điều đó. Nó không hề mô tả nhiều về các cái thí nghiệm này. Vì vậy các bạn mà đang yếu phần thí nghiệm này sẽ đọc lại cho cô cái phần sách giáo khoa cơ bản nhé. 17D hả? Rồi, cô chuyển công 17 nhá. Ồ, nhiều bạn B lắm.
Em chưa có đọc một loạt rồi đúng không? Thùy Linh 17B này, Phan Đăng Nhật 17B, Nhà anh Nguyễn 17B, Hải Nam B, Thu Hằng B, Minh Thư B, Huỳnh Chi B, Ngọc Hân D, Lê Tùng Dương D, Minh Nguyễn D. Như vậy là đang có hai luồng đáp án là B hoặc là D, đúng không? Nhiều người chọn B, hoang mang quá. Suýt thì thay đổi theo bạn luôn đúng không? Rồi xem là B hay D nào. Cho các phát biểu sau, người ta hỏi là số phát biểu không đúng các bạn ạ. Số phát biểu không đúng. Một, thành phần chính của tinh bột là amylose. Làm gì có cái một này không đúng. Được chưa? Thành phần của tinh bột thì nó sẽ gồm có amylose và amylopectin, trong đó amylopectin nó chiếm từ 70 đến 80% cơ, vậy phát biểu này không đúng. Hai, các gốc alpha glucosơ trong mạch amylopectin liên kết với nhau bởi liên kết là 1,4 glycoside và 1,6 glycoside. Cái này thì đúng, đúng. Nếu như chi tiết hơn nó sẽ là alpha 1,4 và alpha 1,6. 3. Tinh bột và cellulose đều là polymer có cấu trúc mạch không phân nhánh. Mạch không phân nhánh, em ơi. Cellulose thì mạch không phân nhánh là đúng, nhưng mà tinh bột thì lại sai nhá. Tinh bột mạch phân nhánh vì nó có chứa cái thằng amylopectin. Được chưa? 4. 4 là gì đây? Tinh bột và cellulose đều tham gia phản ứng với CU ở với H2O4 đun nóng và tan trong Svezia. Trời ơi, cái này thì không đúng rồi. Cái này làm sao mà đúng được? Vế đầu đúng nhưng mà không phải tan trong nước Svezia, thì chỉ có cellulose thôi. Tinh bột thì không tan trong nước Svezia nhá. Vậy cái này không đúng. 5. Cellulose được dùng để điều chế thuốc súng không khói sản xuất. Cái này đúng rồi. Thuốc súng không khói thông qua việc là cellulose tác dụng với HNO3 trong H2O4 đặc, còn sản xuất ra tơ visco là cho cellulose tác dụng với CS2, tạo ra tơ acetat là cho phản ứng với anhydride acetic, đúng không? Rồi, câu số 5 này. Phát biểu số 5. Cellulose được dùng để điều chế thuốc 5 rồi này, 6 này, nhỏ vài giọt dung dịch iốt vào nhúm bông thì sẽ thấy nhúm bông chuyển sang màu xanh. Nhúm bông ở đây là cellulose mà, bông là cellulose thì chỉ có hồ tinh bột thì mới làm cho chỉ có hồ tinh bột tương tác với iốt thì nó mới làm màu xanh thôi, cái này không đúng nhá. 7 này. Các hợp chất là glucose, fructose, sucrose, tinh bột, cellulose đều chứa ancol trong phân tử, đều chứa gốc ancol nhá, đều chứa nhóm chức ancol. Như vậy là chúng ta thấy phát biểu này cũng đúng này. Vậy chúng ta sẽ có là một này. Đây là hai. Xem nào. Đây là ba. Các bạn ơi. Xem là gì đây? D chuẩn rồi á. Để có nhìn xem nào. Thành phần chính của tinh bột. Một nè. Các em ơi. Câu hỏi nhá. Theo các em D, D thì nó có cái gì đây? Nào, D thì nó có cái gì ở các em ơi? Rồi, qua đầu hỏi này, trước tiên là D trước đã, được chưa? Trước tiên là D trước đã, các bạn mà đang chọn đáp án D ấy, thì các bạn đang nói rằng nó sẽ gồm có những cái gì đây? Nào. À, người ta hỏi. Người ta hỏi là số phát biểu không đúng. Rồi 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 rồi, không đúng này. Thì ở đây lấy 7 trừ đi 3, 7 trừ đi 3 thì còn lại là 4 rồi đúng rồi. Vậy là chọn đáp án D nhá. Chọn phát biểu sai, đúng rồi, phát biểu không đúng mà. Đúng rồi. Như vậy là mình sẽ chọn đáp án D nhá. Cô đọc sai đề chép phạt được rồi. Rồi, lúc đầu đã khoanh rồi đúng không? Ok. Đúng rồi, vậy chúng ta sẽ chọn là gì đây? À, 1 này, 3 này, 4 này, 6, được chưa? Ok. Em chọn D, đúng rồi, chọn D nhá. Thế bây giờ câu hỏi này, thế các bạn nào mà đang chọn đáp án B? Đáp án B theo các em là gồm có những cái gì? Đáp án B thì phải thêm một cái thằng sai nữa đúng không? Thêm một cái thằng sai nữa. Ok thế. Đòi, phát biểu không đúng nhá. Câu 18 nào, 18 lại hay tiếp này. 18 lại hay tiếp này này các bạn ơi. 18 cực kỳ hay luôn. Câu này là câu 9 cộng luôn. Đau tim quá. Nào, câu số 18.
Siêu hay luôn các bạn ạ. Câu 18. Câu này siêu siêu hay. Tuấn Anh Trần chọn 18C. Tiếp tục nào. Lê Tùng Dương 18A. Hoàng Hiệp 18A. Huỳnh Chi 18C. Ngọc Hân 18C. Câu này chắc chắn là 18A hả? Phan Đăng Nhật 28. Hải Nam 18C. Minh Thư 18C. Phan Đăng Nhật ơi, 18 hay 28 gì đấy? Nguyễn Tuấn 18C. Như vậy là A với C. A với C. Tara Takul 18A. Nguyễn Tuấn A rồi. Được chưa? Rồi, câu chữa này. Minh Nguyễn 18A, Kiều 18C. Rồi, câu số 18 nhá, các em ơi, câu 18 này. Hôm nay không thấy, hôm nay live VIP không vào mấy nhỉ? À, cho ST2 trước mạch hở C9H14O4. Vậy ở đây K này, 92 18 O2 20, K bằng 3 nhá. Được chưa? K bằng 3. Đúng không nhỉ? 92 18 18 cộng 2 là 20, 20 trừ đi 14 còn 6 chia 3 đúng rồi. Tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng từ độ ancol y no hai chức và hai muối của axit carboxylic Z và T, sau đó MZ nhỏ hơn MT. Được chưa? MZ nhỏ hơn MT. Chất y không hòa tan được CuO2 hai lần trong môi trường kiềm. Ồ, y là ancol no hai chức mà lại không hòa tan được CuOH hai lần trong môi trường kiềm các bạn ạ. À, rồi hay ho đấy. Hydro hóa hoàn toàn Z thu được chất T. Hydro hóa hoàn toàn Z thu được chất T. À, vậy thì chứng tỏ là Z với T nó phải có số lượng carbon bằng nhau rồi, đúng không? Z và T phải có số lượng carbon bằng nhau. Thế mà bây giờ ấy, mình thấy là cái thằng Y là ancol no hai chức nha các em ơi. Y là ancol no hai chức mà lại không phản ứng với CO hai lần thì ít nhất nó phải là cái thằng C3H6. Câu 7, Thùy Linh cái gì đấy? Câu 7 không phải chỉ có glucose đâu. Đây nhá, các hợp chất glucose, fructose, saccharose, tinh bột cellulose đều chứa ancol trong phân tử. Đều chứa chức ấy, em ơi. Ở đây ý người ta nói là đều chứa chức ancol trong phân tử ấy. Thì các cái nhóm OH ấy, nhá, các cái nhóm OH thì là chức của ancol đấy. Nhá. Em hiểu chưa nhở? Nó đều chứa chức OH của ancol nhá. Ok chưa? Bây giờ cô chuyển sang câu 18 nhá. 18 này. Bây giờ nhá, thứ nhất này, hydro hóa hoàn toàn chất Z nhá. Thì thu được chất T. Vậy chứng tỏ là gì ạ? À, Z và T nó phải có số lượng carbon bằng nhau. Được chưa? Z và T phải có số lượng carbon bằng nhau. Carbon ở trong Z ấy, nó sẽ bằng carbon ở trong T. Được chưa? Và axit Z với T ở đây thì chứng tỏ là T nó phải no, và từ đây suy ra là T nó phải là axit no. Ok. Bây giờ ấy, thằng Y no hai chức mà Y lại không hòa tan được CuOH hai lần trong môi trường kiềm. Vậy thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái thằng Y này, ít nhất thằng Y nó phải là CH2OH. CH2 và đây là CH2OH nhá. Đó, như vậy thằng này nó có ít nhất là 3 carbon. Bây giờ là axit không no ấy. Cái thằng Z là axit không no nhá. Là axit không no. Được chưa? Bây giờ K bằng 3 này nó sẽ bằng gì? Bằng 2 liên kết pi C nối đôi O và cộng với 1 liên kết pi C nối đôi C. Được chưa? Thì cái pi C đôi C nó sẽ nằm ở trong axit không no này. Thì tối thiểu nó phải là CH2 nối đôi CH COOH. Được chưa? Thì dẫn tới đây là thằng Z nhé. Thằng T của mình sẽ là CH3 CH2 COOH. Được chưa? Bây giờ mình mới ghép vào này. Bây giờ mình mới ghép vào. Được chưa? Ghép vào thì cô sẽ có cái công thức của mình sẽ là CH2 nối đôi CH COO CH2 CH2 CH2. Đây là OOC C2H5. Đó. Đây chính là x. X. Vậy thì y là cái gì đây?
Y, Y sẽ là CH2 OH. CH2 O à, CH2 và đây là CH2 OH. Z là gì? Z sẽ là C axit acrylic ấy. CH2 nối đôi CH COOH. Và T của mình là axit propionic là CH3CH2 COOH. Được chưa? Đó là các chất X, Y và Z, T. Bây giờ xét đến các phát biểu này. Cho các phát biểu, người ta hỏi là số phát biểu đúng là nhá. Người ta đang hỏi các bạn là số phát biểu đúng là. Thế thì cô sẽ có này. Phát biểu đúng nhá. Bây giờ nhìn vào đây. Xét các phát biểu A, B, C, D. A. Axit Z có đồng phân hình học. Axit Z đây này. Z làm sao đồng phân hình học được? Vì sao? Đây này. Vì hai thằng hydro giống nhau. Cái thằng này giống nhau rồi thì nó không có đồng phân hình học nhá. Rồi, cô phân tích đã xong lát cô sẽ viết phương trình cho các bạn. Cái thằng này bị sai. Có đồng phân hình học là sai. B, có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X. Thế đúng hay sai? Em ơi, cô hỏi này. Cái câu số 18 ấy, ý B đúng hay sai? Lát cô sẽ viết phương trình cho các bạn. Được chưa? Bây giờ cô mới hỏi các bạn này. Ý B đúng hay sai các bạn ơi? Nguyễn Tuấn là B và C đúng. Người ta hỏi là gì ạ? Người ta hỏi là có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X. Là các bạn khác nào? Nguyễn Tuấn nói rằng là B và C đúng. Còn các bạn khác thì sao? B và C đúng à? Chắc không? B đúng. Nào, cô mời các bạn lên tiếng ạ. B bây giờ ấy, các bạn trả lời cho cô là các phát biểu nào đúng ở đây đi. Nào, các phát biểu nào đúng, phát biểu A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ và D nhỏ ấy, thì các phát biểu nào đúng? Được chưa? Chúng ta cần hiểu bản chất. Đôi khi nhá, trong những câu này ấy, là có một cái xác suất rất là buồn cười. Cô nói lại một chút về cái đồng phân hình học đi, cô em quên nên khó phân biệt. Ok. Bây giờ cô muốn đợi các bạn ấy comment xem là các phát biểu nào bạn đúng đã. Ngọc Hân là C và D đúng, Huỳnh Chi là C và D đúng. Chắc ạ. Rồi. Bây giờ nhá. Cô nói này, điều kiện để một chất có đồng phân hình học đó là gì ạ? Phân tử có liên kết đôi CC và mạch vòng là điều kiện cần. Và thứ hai, khi đã có liên kết đôi CC rồi nhá, thì mình có các nhóm chất là A, B và CD. Được chưa? Thì để có đồng phân hình học ấy thì A nó phải khác B và C nó phải khác D. Được chưa? A phải khác B và C phải khác D. Thế thì cái thằng thằng A này này em ơi, cái thằng A nhá, thằng A này sao đây? Thì A nó là cái chất này thì hai hydro giống nhau, hydro giống nhau thì nó không thể có đồng phân hình học được. B có hai công thức cấu tạo thỏa mãn đây nhá, nhìn này, có hai công thức cấu tạo thỏa mãn. Làm sao mà công thức cấu tạo nào thỏa mãn được nữa? Để có đồng phân hình học thì nối đôi không ở đầu mạch. Đúng rồi. Được chưa? Cái B làm sao mà đúng được em? Chỉ có duy nhất một công thức cấu tạo thỏa mãn thôi, đó chính là cái công thức này. Bây giờ cô hỏi những cái bạn nào mà đang nói rằng là có hai công thức thỏa mãn đấy, comment lên cho cô xem nào. Comment lên cho cô xem là theo các em ấy thì cái công thức nào thỏa mãn được nữa? Ngoài công thức x cô đang viết đây thì công thức nào thỏa mãn được nữa? Làm gì còn cái thằng nào thỏa mãn được nữa đâu? Đúng không? B cũng sai luôn. Được chưa? B sai luôn. C, cho amon y tác dụng với một lượng dư natri thì tạo ra amon hiro, cái này đúng này. Được chưa? Vì ở đây có 2OH. 2OH thì nó sẽ tạo ra cái gì ạ? Tạo ra hiro bằng với số mol của y. Ra có viết phương trình cho các bạn. Và D, khối lượng mol của thằng T bằng 74. Đây là T này. Mình xét xem phải bằng 74 không? Mình sẽ lấy 29 cộng với lại 45 phải bằng 74, cái thằng này đúng rồi. Đúng không? Vậy thì chỉ có hai phát biểu đúng thôi. Đó là C và D. Vậy chúng ta chọn đáp án C nhá. Cho CH2 lên trên ý ạ. Rồi. Đây, để cô viết cho chúng mình nhìn nhá. Nếu như cho CH2 lên trên này thì nó sẽ là gì? Cô viết bút đỏ này cho nổi bật giữa đám đông đi.
CH2 nối đôi CH COO CH2. Đây là CH, đây là CH2 cái gì? Và OOC C2H5 đúng không? Nguyễn Tuấn ơi. Ý em là như thế này đúng không em? Nào. Nguyễn Tuấn. Ý em là cái thằng X của em ấy nó là cái chất, có thể là cái chất cô đang viết như thế này đúng không? C2H5 COO C CH3 CH2 CO. Thằng này không được. Bây giờ này cô chưa giải thích vội nè. Cô hỏi có bạn nào muốn giải thích, muốn chỉ cho Nguyễn Tuấn biết là Nguyễn Tuấn đang sai ở câu này không? Cái chất này không thỏa mãn. Vì sao? Nào bắt đầu comment lên cho cô xem nào. Xem bao nhiêu bạn hiểu được bản chất của câu này. Được chưa? Chất này cô nói là không được. Không đúng. Không đúng luôn, khẳng định luôn. Bây giờ cô mới hỏi là bây giờ các bạn thử giải thích cho cô xem vì sao chất này lại không đúng. Chính xác Lê Tùng Dương ơi, đó là gì ạ? À, nếu như chất này mà được ấy thì cái thằng ăn côn tạo ra ấy em ơi, đây này ăn côn này. Đó. Nó sẽ tạo ra là CH2OH. À CH CH3 và đây là OH nhá. Thế thì hai OH liên kết với hai carbon kề nhau chưa? Thì nó sẽ phản ứng với lại CuOH hai lần nhá. Đúng rồi, chứ đây không được. Vậy chỉ có hai cái phát biểu đúng là C và D thôi. Được chưa? Rồi câu 19 nào các em ơi. À, cô viết phương trình cho Minh Nguyễn nhá. Minh Nguyễn ơi, cô viết phương trình cho em này. Được chưa? Đây đây đây. Cái chất của mình là C2H3 COO CH2 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 OOC C2H5 nhá. Được chưa? Vậy thì khi mà nó tác dụng với NaOH thì tất nhiên nó phản ứng theo tỷ lệ 1:2 rồi. Tạo ra C2H3 COOH cộng với C2H5 COOH và thêm một cái thằng nữa đó là CH2OH. CH2 và CH2OH. Được chưa? Vậy thằng này sẽ là gì đây? Thằng này là Y. Thằng này là Z. Và thằng này là T. Được chưa? Bây giờ này, Y không tác dụng rồi nhá. Hydro hóa chất Z thuộc T thì có nghĩa là cho C2H3 COOH tác dụng với hydro trong điều kiện có niken và nhiệt độ là phức tạp thì sẽ tạo ra C2H5 COOH. Được chưa? Minh Nguyễn ơi, đây là cái phương trình xảy ra nha em nhá. Được chưa ạ? Rồi, chuyển qua câu số 19. Ok, bây giờ cô chuyển qua câu số 19 này. Câu số 19 nhá. Rồi, 19, cô thấy cái trình của các bạn lớp live VIP càng ngày càng tăng rồi đấy. Bạn nào mà chưa về đội live VIP thì khẩn trương inbox cô để về đội của live VIP nhá. Chắc chắn 100% là chúng ta sẽ tiến bộ trông thấy luôn. Được chưa? Rồi, Tadatadakun 19A, Huỳnh Chi 19A, Thùy Linh 19A, Nguyễn Thị Như Ngọc 19A, Minh Thư 19A, Nguyễn Tuấn 19A và Nhài Nguyễn 19A. Được chưa? Nam Anh 19A luôn. Còn hai câu cuối xong là nghỉ đúng không? Ồ, chắc là vậy. Hôm nay mấy câu hôm hai hôm nay cô đi coi thi về cô cũng hơi bị đuối. Hải Nam 19A luôn. Được chưa? Rồi, câu số 19 này các em ơi, câu 19 nhá. 19 là gì ạ? Người ta hỏi là phát biểu nào sau đây sai? Trời ơi, phát biểu nào sau đây sai em ạ? Được chưa? Cô ơi, em muốn vào group VIP ạ. Chu Thị Huyền Trang 19A. Rồi, Hải Nam 19A luôn. Câu số 19 này. À, người ta hỏi cô hỏi đang làm những cái câu kia mà làm câu này cảm giác nhẹ cả người đúng không các em? Nhẹ cực kỳ luôn đấy. Được chưa? Rồi trong câu này nhá. Ở điều kiện thường chất béo C17H35CO 3 lần C3H5 ở trạng thái rắn. Ôi làm sao rắn được. Cái thằng này không no này em ơi. Đây không no này. Không no thì nó phải ở trạng thái lỏng cơ. Được chưa? Ở trạng thái lỏng cơ. Thì phát biểu A luôn rồi còn gì nữa. Bây giờ mình vẫn xét tiếp các phát biểu sau. Fructose có nhiều trong mật ong. Đúng quá. À, metin acrylat và tripalmitin tri stearin đều là ete đúng rồi.
D thủy phân hoàn toàn chất béo luôn, thu được glycerol cũng đúng luôn. Được chưa? Vậy thì phát biểu không đúng chính là phát biểu A. Câu 20 nào. Chuyển tiếp qua câu 20 nhá. Được chưa? Câu số 20 đi. Nào các em ơi, chúng mình comment câu 20 cho cô nhá. Gì đây Minh Nguyễn ơi? Làm tiếp câu 20 đi. Ngọc Hân 20D. Thùy Linh 20D, Tuấn Anh Trần 20D. Minh Thư 20D, Lê Tùng Dương 20D luôn. Huỳnh Chi 20D, Nam Anh 20D. Nhài Nguyễn 20D. Tadatadakun 20D, Hoàng Hiệp 20D. Cô nói rằng là gì ạ? À? Các bạn lớp live VIP nhá, chú ý nhá. Đó là các em sẽ làm hết cái toàn bộ bài tập ở trong cái chương ST đi. Sau đó thì buổi ngày mai, được chưa? Ngày mai cô thôi cô sẽ cho sáng thứ ba nhá, cô sẽ check đáp án ở trong toàn bộ chương ST, được chưa? Cô thấy em không lưng mà cực kỳ hiền lành đúng không? Hoàng Hiệp 20D, Thu Hằng 20D, Nguyễn Thị Như Ngọc 20D, Chu Thị Huyền Trang D luôn. Ok, rồi, cô chữa câu 20 này. Được chưa? 20 này. Cho các phát biểu sau này người ta hỏi là gì ạ? Số phát biểu đúng là nhá. Số phát biểu đúng là, được chưa? A là chất béo là triete của glycerol với axit béo, cái này đúng này. B chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước cũng đúng luôn này. C glucose thuộc loại monosaccharide đúng này. D các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo ra muối và ăn côn. À, đều là không được rồi em ơi nhá, đều là không được rồi vì có những cái trường hợp đặc biệt thì nó không tạo ra ăn côn mà nó tạo ra aldehyde ceton hoặc là có trường hợp tạo ra muối và nước nhá. Được chưa? Vậy cái thằng này không đúng. E tất cả các peptide đều có phản ứng với cái thằng này cũng không đúng nhá. Cái này hơi bị lạc vào đây một chút. Thì chỉ có từ tripeptide trở lên thôi. Từ tripeptide. Được chưa? Hôm sau các bạn sẽ chắc chắn được cái câu này. F dung dịch sacrose không tham gia phản ứng trắng bạc. Đúng. Được chưa? Như vậy là 1, 2, 3, 4. Được chưa? 4 thì mình sẽ chọn đáp án là D. Ok. Được chưa? A, B, C, F đúng em nghĩ vậy. Cô từ từ em thi xong đã. Sắp gì đây? Sắp có sách vô cơ đúng không cô? Cô đang trong quá trình hoàn thiện. Cô làm sách về tư duy dồn chất đi cô, chứ em không biết làm. Tư duy dồn chất nhá, em ơi, tư duy dồn chất ấy thì cô sẽ gửi cho các bạn file nhá. Tuần nào bây giờ chúng ta sẽ thống kê cho cô trong 20 câu ngày hôm nay các em đúng được bao nhiêu câu trên tổng số 20 câu. Được chưa? Chúng ta đúng đúng được bao nhiêu câu trên tổng số 20 câu ngày hôm nay nào? Comment lên cho cô đi nào. Các em đúng được bao nhiêu câu trên tổng số 20 câu của buổi tối ngày hôm nay? Tuấn Anh Trần 20 trên 20 rồi. Khẩn trương nào. Vô cơ thì chúng ta sẽ có nhiều mức độ luôn nhá. Đầy đủ cả 4 mức độ và vẫn có phần minh họa, phần phương pháp giải luôn. Nguyễn Tuấn 20 trên 20 đúng rồi, cái câu câu CD đúng đúng không? Thùy Linh 19 trên 20, Nam Anh 19 trên 20, Hải Nam 19 trên 20, Chu Thị Huyền Trang hay sao lại 12 câu thôi à? Minh Thư 19 trên 20, Nhài Nguyễn 19 trên 20. 19 trên 20 thì cái câu mà em đang sai ấy, em phải xem lại nhá. Rồi, em vào muộn. Ok. Và các bạn khác đâu rồi? Các em đúng được bao nhiêu câu trên tổng số 20 câu ngày hôm nay? Hay hôm nay cô đi coi thi là cô rất là nhẹ nhàng và dịu dàng cho các bạn đúng không? Cho quá ít bài tập luôn. Chứ từ ngày mai nhá, từ ngày mai. Từ ngày mai không có cái ít bài tập đâu nhá. Minh Nguyễn 0 trên 20 cô ơi. Thanh niên này thì phải phạt nặng rồi. Thu Hằng 19 trên 20, Lê Tùng Dương. Lê Tùng Dương ơi sao lại chỉ được 15 trên 20 vậy em ơi? Những câu làm sai thì phải làm đi làm lại nhiều lần nhá. Nguyễn Thị Như Ngọc 17 trên 20. Như Ngọc ơi, em sai những câu nào đấy? Ngọc Hân 20 trên 20 và Tadatadakul là 17 trên 20.
Đúng rồi cô ạ, em làm một tí đã thấy xong. Bữa ngày mai chúng ta sẽ có nhiều bài tập hơn và sẽ bùng cháy hơn trong cái buổi tối ngày mai nhé. Hứa hẹn là một buổi tối live cực kỳ hay, cực kỳ chất luôn các bạn ạ. Nhớ nhá. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Các bạn nào mà đang sai bất kỳ câu nào trong tổng số 20 câu ngày hôm nay thì cày đi cày lại cái đoạn đó cho cô nhá. Rồi, hôm nay cô kết thúc tại đây nhá. Kết thúc hơi sớm một chút. Được chưa ạ? Xin chào các bạn nhá.